Thưa quý vị, khi mua nhà cũ, nếu không để ý đến những kiêng kỵ phong thủy, có thể sẽ ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp của các thành viên trong gia đình. Sau đây là một số lưu ý phong thủy cần nhớ khi mua nhà cũ. Nên tìm hiểu lịch sử của ngôi nhà. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến khoa học phong thủy như chọn hướng nhà, vị thế của ngôi nhà, thì bạn cũng nên tìm hiểu lịch sử của ngôi nhà mình định mua lại. Điều này rất quan trọng, bởi nó có thể ảnh hưởng tới cuộc sống về sau của bạn và gia đình. Ví dụ, nếu chủ ngôi nhà vừa mới được thăng chức và chuyển đến một ngôi nhà mới, khang trang hơn, chứng tỏ ngôi nhà đó tốt về khoa học phong thủy và tạo ra những năng lượng tích cực. Ngôi nhà này có thể mang lại may mắn và tài lộc cho bạn. Trong trường hợp ngôi nhà được bán từ một người mới ly hôn, vỡ nợ hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, chủ cũ vướng vào vòng lao lý, tù tội, thì bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng cũng như xem xét lại các điều kiện tổng thể khác trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Tìm hiểu vị trí ngôi nhà. Vị trí của ngôi nhà vô cùng quan trọng. Theo như phong thủy, nó quyết định tới đường tài vận của gia chủ. Còn trong việc buôn bán, nó quyết định đến tiền dụng, giá cả và môi trường xung quanh. Một ngôi nhà tốt đó là nằm ở những vị trí thuận lợi giao thông, gần các tiện ích và dịch vụ thiết yếu như chợ, trường học, bệnh viện, công viên, nhà văn hóa. Còn ngôi nhà nằm ở khu vực phức tạp, nhiều tệ nạn, dân trí thấp thì tốt nhất bạn không nên mua. Bên cạnh đó, bạn nên xem xét cách bố trí, sắp xếp các phòng trong ngôi nhà. Nếu phòng ngủ bên trên gara, bếp, phòng giặt khô hay không gian trống phía bên dưới, phòng tắm bên trên phòng ăn hoặc bếp, phòng ngủ chung với tường toilet là những điều không tốt. Điều này có thể gây ra ốm đau, bệnh tật cho các thành viên trong gia đình bạn. Cần phải lựa chọn hướng nhà phù hợp. Theo khoa học phong thủy, Tây Bắc và Tây Nam là hai hướng nhà quan trọng. Theo quan niệm truyền thống, Tây Nam là hướng của trời, trong khi Tây Bắc là hướng của mẹ. Đối với hai hướng này, cần lưu ý một số kiêng kỵ như không bố trí bếp hay lò sưởi ở hướng Tây Bắc. Nguyên nhân là do dương khí ở những hướng này rất mạnh. Điều này sẽ gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho các thành viên sống trong nhà. Nếu ngôi nhà phạm vào điều đó, bạn hãy chuyển vị trí của chúng. Nếu ở hướng Tây Nam được bố trí phòng tắm hoặc kho sẽ khiến gia chủ gặp chuyện không tốt lành trong đời sống hôn nhân hay chuyện tình cảm. Cân nhắc thế đất và hình dáng của khu đất. Ngoài việc xem xét hình dáng ngôi nhà định mua, thì bạn cũng nên đi xung quanh ngôi nhà để kiểm tra xem địa thế của nó có tốt hay không. Phong thủy học cho rằng nếu ngôi nhà nằm bên cạnh một ngọn đồi là không tốt. Tuy nhiên, trường hợp ngọn đồi hoặc tòa nhà cao tầng ở đằng sau ngôi nhà lại là điều tốt lành. Mặt khác, nếu khu đất xây ngôi nhà nếu có hình vuông hoặc hình chữ nhật cũng rất tốt. Đồng thời, sẽ rất tốt nếu thế đất đằng sau rộng và cao hơn đằng trước. Nhưng nếu đằng sau hẹp và thấp hơn sẽ gây ra những khó khăn và mất mát cho gia chủ. Một lưu ý nữa, phía trước cửa cũng không nên trồng cây quá gần. Trường hợp có lối đi đâm thẳng vào phía trước cửa nhà thì bạn hãy trồng một số chậu cây hay đặt những bức tường dọc theo nó để phá vỡ thế xấu đó. Tuyệt đối không dùng giường và điều hòa của người cũ
không sử dụng giường và điều hòa của người chủ cũ để lại. Toàn bộ khí vị của người chủ trước được thổi ra hết khi bạn bật điều hòa lên. Do đó, bạn hít những vi khuẩn và phế khí của người ta lưu lại mỗi ngày. Đặc biệt, bạn nên nhớ rằng khi bạn không có điều kiện để thay bộ máy điều hòa cũ của chủ nhà để lại bằng bộ khác, thì trước khi dùng, hãy gọi thợ đến vệ sinh lau chùi và thổi sạch những bụi bẩn bám trong máy. Đừng quên phong thủy. Phong thủy là một trong những yếu tố quan trọng khi mua nhà. Từ lâu, yếu tố này không thể thiếu đối với nhiều người khi chọn mua chốn an cư bởi quan niệm có kiêng, có lành trong dân gian. Mặt khác, với nhiều người, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là mảnh đất lành để lập nghiệp, làm ăn. Do đó, mua được căn nhà, mảnh đất có vị trí đẹp, hợp phong thủy là ao ước của nhiều người. Theo quan niệm của nhiều người, nên tránh ngôi nhà nằm ở cuối đường vào là ngõ cụt hay hình dạng đất là đuôi nhà nhỏ hơn đầu, nhà tóp hậu thì căn nhà không tốt về mặt phong thủy. Cảm ơn bạn đã xem. Mời bạn đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất về tử vi, phong thủy và sức khỏe. Chúc bạn nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống.